Và bây giờ mình sẽ thử đặt về. Thì ở trên này Lazada nó bán rất nhiều ha, giá rất là rẻ ha, tầm 49-50 nghìn. Đấy thì đây à, hướng dẫn đồ cái kiểu đấy. Cái này mình test thử cho các bạn coi về cái đèn led này ha, nghe đồn rất là sáng. Giờ mình mở ra thì bên trong nó là một cái đèn đấy, một cái đèn màu đen thui à, kèm theo cổng dây sạc và tờ hướng dẫn. Mình sẽ thử mở cái tờ hướng dẫn này ra coi thử nó có gì ha. Thì mình thấy là nó sẽ có nhiều ngôn ngữ, và ở đây mình sẽ đọc chỉ được cái ngôn ngữ tiếng Anh thôi. Rồi mình sẽ đọc cho các bạn coi thử nó có gì trong đây ha. Thì mình nghĩ chắc nó cũng là những cái đấy, nó có những cái hướng dẫn cơ bản về chức năng của nó, như dạng như phui bia nè, đèn led nè, nút on off, rồi cái móc treo, rồi cái cổng sạc ấy, rồi cái chức năng sáng của nó, 4 chế độ 60, 30 và chế độ nhấp nháy và chế độ sáng nhất. Rồi cổng USB để sạc và cái chế độ đèn led sáng khi sạc luôn. Đó. Rồi mình thấy tổng quan nó nè, nó một con led thiệt bự và cái độ sáng nó rất là sáng. Sáng làm cho cái màn hình mình nó nhiễu luôn ha. Đấy. So với đèn flash của điện thoại thì nó rất là sáng ha, nó sáng hơn flash điện thoại rất nhiều. Và cái nam châm hút nó cũng rất là mạnh ha. Đấy. Nói chung là sản phẩm đúng như quảng cáo ha. Nói chung là nó tầm trọn trong lòng bàn tay á, nhưng mà có vẻ là nó hơi to so với cái trong cái hình ảnh mình tưởng tượng. Và đây là chỗ cắm cổng sạc ha. Đấy. Thì mà để mà sạc thì chúng ta sẽ thử cắm nó coi. Cắm hơi khó. Phải dùng hai tay mới cắm được. Hay dạ. Đau lòng. Chờ xíu ha. Thôi. Rất là lâu mới cắm được. Do cầm có một tay à. Cho nên bây giờ mình sẽ lấy cái cổng USB này cắm vô máy tính của mình ha. Cắm vô thử xem nào. Nếu mà đèn sáng màu đỏ thì nó đang sạc đó. Đây, màu đỏ ha. Nếu màu xanh lá cây thì nó chỉ là ok, sạc đầy. Rồi, rất là dễ dàng sử dụng. Đáng mua. Và cái độ sáng của nó rất là sáng ha.